Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, ngày hôm qua thì quý vị cũng nghe chúng tôi gửi đến cái tin đó là một cái công ty có tên là MSCHF hợp tác với anh rapper Lil Nas. Họ thiết kế và sản xuất ra cái đôi giày gọi là giày quỷ đó, bán chỉ có 666 đôi. Thì ngày hôm qua là ngày cuối cùng, là trong vòng 4 ngày khi mà công ty này họ đưa ra cái đôi giày ở ngoài thị trường là bán hết sạch luôn, thưa quý vị, sold out. Nhưng mà phía Nike đó thì mặc dù sáng sớm hôm qua họ đã tuyên bố là không có liên quan gì trong cái việc mà cái đôi giày Nike Air Max 97S bị thiết kế lại để chuyển thành cái đôi giày quỷ, và họ không hề biết, bởi vì bị người dân mạng, thưa quý vị, họ phẫn nộ rồi chỉ trích và bắt đầu kêu gọi nhau tẩy chay công ty Nike luôn. Thì đưa ra cái thông báo như vậy, Nike thấy là vẫn chưa có đủ, cho nên là chiều ngày hôm qua công ty Nike đã nộp đơn kiện MSCHF, thưa quý vị, cái công ty mà sản xuất cái đôi giày đó, với cái lý do là xâm phạm bản quyền, là bởi vì họ sửa chữa trên cái nền tảng mà cái design mà Nike sở hữu mà không cho Nike biết. Thì nhưng mà có nhiều người họ thắc mắc là tại sao nộp đơn kiện cái công ty kia nhưng mà lại không kiện cái ông Lil Nas này, thưa quý vị. Thì Nike họ không có giải đáp, nhưng mà họ nhấn mạnh là họ không hề có cái mối liên quan gì với hai cái người này trong cái việc mà sản xuất ra cái đôi giày quỷ đó cả. Thì phía rất nhiều các chuyên gia họ nhận định đó là, thứ nhất, Nike họ đang bị chú ý từ cái việc mà người dân Trung Quốc đang kêu gọi nhau tẩy chay hàng loạt những cái thương hiệu của Hoa Kỳ và cả châu Âu trong cái vụ mà bông vải sản xuất từ vùng Tân Cương đó, thì đã có nhiều người họ đốt sản phẩm của Nike. Và bây giờ thêm cái chuyện này nữa thì Nike họ sợ là hai vụ mà dồn dập cùng một lúc, nếu như họ không có những cái hành động mà quyết liệt thì có thể ảnh hưởng rất là lớn đến doanh thu của công ty. Trường hợp của các anh chàng Lil Nas này cũng vui, khi chúng tôi nghe thấy ảnh, chỉ biết ảnh qua một cái bài hát mang tên là Old Town Road. Một người vô danh tiểu tốt, nhưng mà không biết vì lý do nào ảnh là một người gốc Phi Châu, lẽ ra rap này nọ phải không, thì ảnh tự nhiên thích nhạc country music, ảnh mới lấy được, ảnh mới sáng tác ra được một cái bài mang tên là Old Town Road, mang cái âm hưởng của country music. Mà khi mà hát lên thì đùng một cái có một cái người nổi tiếng của country road, họ thích quá, họ mới lấy cái bài hát. Thế là từ đó một bài duy nhất và đưa tên tuổi của anh lên luôn. Bây giờ từ qua đó người ta mới thấy được có nhiều cái phát minh của một người có thể kiếm tiền được. Và Lil Nas đã quyết định đi theo một cái con đường khác, chọc giận người dân bằng cách là cho ra lò một cái sản phẩm mà thay vì theo cái khuynh hướng tinh thần xã hội bình thường như những người ca sĩ khác, thì anh lại chọn cái con đường khác người đi, bằng cách là miễn làm sao kiếm tiền được thôi. Chúng tôi lại thấy có một cái bản tin breaking news đưa lên và cũng làm cho cái tình hình xã hội thêm gặp nhiều khó khăn, nhất là ở California này, thưa quý vị. Cơ quan nội an ngày hôm nay tuyên bố có khả năng, đây quý vị sẽ nghe cái tin này cũng nhức đầu lắm, Hoa Kỳ sẽ có tới số lượng người di dân bất hợp pháp tìm cách ùa vào biên giới 800.000 người. Dưới thời của Tổng thống Trump, chúng ta nghe nói cái đoàn caravan 30.000 người, 50.000 người, 100.000 người, mình thấy là quá nhiều, đúng không ạ? Đến độ là cơ quan nội an và biên giới của Hoa Kỳ đã phải ngăn chặn
và buộc những người này không thể vào được nữa. Bây giờ, chính phủ Biden sẽ phải làm gì? Không thể nào để cho cái lượt người di dân nó ùa vào như thế. À, tuy nhiên, khi mà việc mà ông chọn bà Kamala Harris, phó tổng thống, để là lãnh đạo cái nhóm đối phó với vấn đề biên giới thì ai cũng cười hết. Bởi vì cá nhân bà Kamala Harris là một di dân và bà là người ủng hộ di dân bất hợp pháp. Thì càng khó khăn lên nữa. Ông Biden trong cuộc họp báo đầu tiên ông nói rằng ông rất tin tưởng vào cái khả năng. Nhưng mà vấn đề chính hiện nay đó, bản tin tức mới nhất ghi nhận được, bà Kamala Harris sẽ tìm cách sử dụng cái chiêu bài ngoại giao để nói chuyện với chính quyền của Mexico. Không những chính quyền của Mexico, chính quyền của Honduras, Venezuela. Cái khó khăn cho vấn đề nhân đạo của nước Mỹ, quý vị thấy không? Người lớn á, họ sắm được cả những cái chiếc tàu nho nhỏ này, đưa mấy đứa nhỏ này băng qua cái con sông Grande ở Texas để đưa các em vào đây. Và những hình ảnh này chụp để cho thấy rằng cái bọn buôn người đó, là thậm chí lúc mà đưa người ra, chúng hỏi gia đình đó có con nít không? Càng có con nít bao nhiêu thì cái chuyện mà di chuyển cho các em nó càng dễ dàng bấy nhiêu. Bây giờ họ sử dụng tất cả những cái thuyền phao có thể được để đưa các em vào. Thì những người di dân mà ở các quốc gia nghèo, không có thuốc ngừa, rồi tình hình càng ngày càng khó khăn nữa, thì họ chỉ nhắm tới việc làm sao viễn tới được nước Mỹ thôi. Còn cái chuyện mà có vào được hay không là tính sau, thưa quý vị. Số lượng người di dân trong tương lai sẽ lên tới 800.000. Và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nếu mà cái số lượng người mà họ vào được qua cái ngã bất hợp pháp, bởi vì chúng ta biết được là ở đường biên giới thì chặn được, còn bây giờ những người này leo rào vào. Và chưa kể là chính sách mới của ông Biden là dẹp hết tất cả các nỗ lực để xây dựng bức tường biên giới. Mặc dù chúng ta biết đó, bức tường biên giới có xây lên cũng chẳng có ngăn chặn được ai cả. Bọn chúng muốn leo vào, bọn chúng muốn đào hầm, chúng sẽ vào được mà thôi. Vấn đề chính đó, làm sao ngăn cản được và làm sao mạnh tay để trục xuất những người này về. Trẻ em thì sao? Hoa Kỳ không thể nào không nhận trẻ em được, bởi vì sẽ bị mang tiếng với thế giới nói đó. Quý vị thấy không? Một cái quốc gia tôn trọng cái quyền tự do và di dân mà bây giờ hóa ra lại là một quốc gia chống di dân mạnh nhất. Chính phủ Biden sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng mà đồng thời đó, cho người ta vào nhiều quá thì cái vấn đề ảnh hưởng xã hội sẽ còn lớn nhiều hơn nữa. Mình chưa nói vấn đề nhà, cửa, địa ốc nữa. Làm sao để chứa những số lượng di dân lên tới cả 100.000 người này, thưa quý vị. Chính phủ sẽ phải xây thêm những cái tòa nhà mới. Và San Diego mới đây chúng ta thấy đó, bây giờ họ phải mượn những cái sân vận động trường để tạm thời làm nơi tạm trú cho các em. Rồi các em cũng sẽ được một là đoàn tụ với người thân của mình, hai là sẽ hội nhập. Và chính phủ cũng phải tìm ra những cái nơi để hỗ trợ cho các em, từ vấn đề trường học, nơi ăn trốn ở, và kể cả những người sponsor nữa, nếu không tìm thấy bố mẹ của các em. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ở tại thành phố St. Louis của tiểu bang Missouri, sở cảnh sát cũng như là tòa án ở đây hiện nay đang đối diện với một cái vụ kiện mà nó gây chú ý từ phía cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người gốc Phi Châu, khi mà lại tiếp tục xảy ra cái chuyện là cảnh sát da trắng kỳ thị đánh đập người gốc Phi Châu, nhưng mà lần này cái người gốc Phi Châu này lại là cảnh sát nằm vùng và là đồng nghiệp của những cái người cảnh sát da trắng, mà khi mà đánh đó, thì họ không có biết mà họ lại nhắm đến ông này, cho nên cái chuyện này nó cũng gây ra sự chú ý. Đây là ông undercover, thưa quý vị, ông cảnh sát Luther Hall. Vào năm 2017 đó thì ông Hall được chỉ định là nằm vùng và trà trộn giả làm người biểu tình trong một cái cuộc biểu tình. Là năm đó có một cái chuyện là người gốc Phi Châu tên là Anthony Lamar Smith bị cảnh sát Mỹ trắng bắn chết, thì người dân họ biểu tình rầm rộ, thì ông này đó được chỉ định là cài vào đây để mà quan sát tình hình của những người biểu tình cũng như là hoạt động, hoặc là để mà tìm hiểu xem họ có cái kế hoạch muốn tấn công các đồn cảnh sát hay là không, vân vân.
ở ngay tại St. Louis. Thì cái vấn đề đó là khi mà xuất hiện chung với người biểu tình đó, thì chuyện xảy ra đó là ông Ho bị ba người cảnh sát Mỹ trắng, thưa quý vị, tiếp cận mà đã cố tình nhắm vào ông và chỉ đánh đập một mình ông, trong khi những người kế bên cũng là người biểu tình nhưng mà nếu là người da trắng thì không bị đánh đập. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.